Trao đổi với đoàn công tác của tỉnh Bình Phước, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên là địa phương thứ 5 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh. Trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố với phương châm quy hoạch phải đi trước, dồn nguồn lực cho công tác lập quy hoạch và phát triển đô thị, làm tiền đề cho thu hút đầu tư và tăng nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, những năm gần đây, cụ thể hóa định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh, ưu tiên giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên luôn quan tâm huy động và ưu tiên dành nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông đối ngoại. Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho rằng, với những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong công tác phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị, có nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tỉnh Bình Phước học tập, như kinh nghiệm trong việc triển khai đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch triển khai thực hiện dự án các khu đô thị mới, kinh nghiệm thu hút đầu tư, lựa chọn đầu tư loại hình dự án sân góp kết hợp khu đô thị, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích ưu đãi và hỗ trợ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Qua buổi làm việc sẽ giúp tỉnh Bình Phước có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học để thực hiện hiệu quả hơn công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng đô thị, tháo gỡ những vướng mắc đang gặp phải trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng.